Chào mọi người nha. Bữa nay review vạn thọ lùng cho anh em xem. Thì hiện tại vạn thọ lùng á, trồng hôm bữa mùng 7 anh em, mùng 7 tháng 11. Bữa nay là ngày 24 tháng 11 rồi. Như vậy là nó khoảng cỡ được 17 ngày nha. Thì vạn thọ hiện tại là bây giờ nó cái rễ nó ăn lên đó anh em, cái rễ nó ăn lên này. Cho nên là người ta họ mới vô phân cổ, gọi là vô thêm giá thể để cho bảo vệ cái rễ đó. Thì khi mà rễ nó ăn lên như vậy mình tưới phân á, thì cái rễ nó thò ra nó sẽ hút được cái dinh dưỡng và nó sẽ mau phát triển. Hiện tại là ở kia có bà chị bà đang tưới phân đó. Còn bà chị này là bà đang vô phân cổ nè. Cái phân cổ ở đây thật ra là gọi là đất cát bồi mình trồng chung thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt hết nha. Quan trọng là khi mà mình vô thêm cái giá thể á, mình tưới phân để cho cái rễ nó hút dinh dưỡng mà nó phát triển. Nhiều anh em kiểu giống như là muốn hỏi mình là cái giá thể này có phải là tỷ lệ phân cát gì đó hay không. Thật ra là không cần phân cũng được nha anh em, không cần phân đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá thể đây là nó bảo vệ cái rễ nó ăn lên. Tại vì vạn thọ rễ nó ăn lên mà thò cái rễ ra, thì mình bỏ giá thể vô để mình giữ cái rễ cho nó được tươi á, nó không bị khô, không bị hóc. Rồi bắt đầu mình tưới phân vô thì nó cái rễ nó sẽ hút dinh dưỡng thôi, chứ không có gì hết. Vạn thọ ở đây thì anh em xem cái cách người ta họ trồng, người ta họ chăm, anh em sẽ biết được thôi. Thì hiện tại anh em xem đi, cắt cái chèo phụ nè, không cắt cái chèo phụ nè, nó ra rất là ok. Cứ mỗi một nách lá là một cái chèo nó ra. Và ở đây vạn thọ đây người ta họ không có bấm cơ đi nha. Ở quê mình vạn thọ lùng không có bấm cơ. À, có nghĩa là không có bấm ngọn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái bông cái nó bự vậy nè. Rồi những cái bông nhỏ nhỏ nó xung quanh nó tạo thành một cái hình tháp. Còn một số nơi kiểu giống như người ta họ sẽ bấm cái ngọn á, thì nó nhiều bông hay không là anh em trồng nè. Đó, thì anh em xem là người ta họ trồng cái nụ nó chưa có xuất hiện, nhưng mà mấy cái chè phụ anh em thấy nó ra rất là nhiều không, mà nó phát triển cực kỳ luôn đó. Do vậy mà ít hôm nữa đó là cái nụ trong mấy cái đây này nó sẽ ra, không cần phải bấm cơi đâu nha anh em. Nhiều anh em cứ comment hỏi mình là vạn thọ lùng có bấm cơi không, không cần. Và có một cái điều nữa anh em xem này, là cái thân vạn thọ đây này, tuy là nó chưa lớn mà anh em thấy nó mập cứ không anh em đó. Có nghĩa là cái cây nó chưa có thật là cao, nhưng mà anh em thấy là lá này được chưa, lá này ok không. Rồi cắt cái nhánh nè, cắt cái chèo này. Nhánh có nghĩa là nách lá nào cái chèo nó cũng thò ra hết anh em đó. Cái này gọi là kỹ thuật đó nha anh em, kỹ thuật chứ không phải tự nhiên mà nó vậy đâu. Cái đây nó liên quan tới kỹ thuật đó nha. Đó anh em xem, nhìn thân ú đúng không, rất chi là ú luôn. Còn cái lá này thò ra, các cái chèo đều xuất hiện hết. Một số anh em trồng kiểu như là nó các cái chèo đó, nó không có xuất hiện nhiều. Ví dụ mình giả sử như cái đây này anh em thấy không, cao đột biến luôn á. Còn ở đây là các cái cây vạn thọ, đây là anh em thấy là đều lùng thôi, ok không. Nhưng mà lá đồ ra rất là ngon lành, chèo đồ ra rất là ok. Thì mình nói lại một lần nữa, đây là liên quan tới kỹ thuật nha. Kỹ thuật quê mình thì kỹ thuật về trồng cúc rồi trồng cắt kia nó rất là kinh nghiệm nha. Cho nên là ứng dụng vô vạn thọ nó cũng không có gì là khó hết, không gì là khó nha anh em. Đây thì để mình lại đây mình quay cho mọi người xem là cái chị vô phân cổ vô giá thể. Hồi nãy chỉ là đây chỉ xúc này, chỉ là đây chỉ xúc này, mà chẳng qua là hồi nãy mình phát review cây á, anh em xem cái thấy nhìn thấy đá không. Vạn thọ dây mới gọi là trồng vạn thọ nha anh em.
Tới dần thôi luôn á. Không gặp có mấy ngày mình nhìn cái dần thỏ nó khắc quắc liền ha. Tình hình năm nay cúc kiết rồi có vẻ cũng hư 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 ớn ớn á, dúng dúng á, năm nay dần thỏ nữa. Nhưng mà hy vọng chắc dần thỏ cũng không đến nở đúng không? Tại vì rẻ hơn, với lại cái nhu cầu nó cũng thiết thực hơn đúng không? Nhà nào cũng làm vài chục chậu đem về để khu nghỉ trang đó đúng không? Còn cúc thì có thể có thể không. Cúc thật bón làm thấy cho mà. Đâu? Sơ sơ à? Sơ sơ thôi. Dạ, dân thọ dễ bón hơn. Dạ, dễ mua, nói chung là rẻ dễ mua. Cúc không có cây cúc thì có cây mưa, mà dễ thật thế nữa. Đúng rồi, bày bậy đêm mấy giờ chào dần thọ ra chân cũng được, đúng không? Thấy năm nay anh em trồng cúc có vẻ hơi lo đó chứ không phải giỡn đâu. Năm ngoái giờ này là bón làm thấy vậy đó. Hết luôn rồi chứ gần hết gì nữa. Mà giờ này là coi như là nhiều người họ hỏi họ cũng để đó chứ họ chưa có quyết định là lấy hay không nữa. Dạ, họ chưa quyết định. Đúng rồi. Anh em thấy ở đây trồng đẹp không? Kỹ thuật đó chứ không phải tự nhiên mà nó ra vậy đâu. Đúng không chị? Gì đó. Cứ trồng vậy thôi chứ thuộc gì đâu. Kỹ thuật đó chứ không phải tự nhiên mà nó vậy đâu. Này cắt bồi mà đúng không? Ừ. Cắt bồi mà sâu sót quá hả? Cắt phẳng á. Cắt phẳng thì cắt bồi đó. Nhưng mà ý là sao nó sót quá hả? Chắc cũng phải kiếm cái chỗ nào mà sút chứ đâu phải sút bậy đâu, đúng không? Mua hết chưa? Một xe bữa nay bao nhiêu hả? Một khối á? Không biết nha. Này nhờ ông anh. À, nhờ ông anh hả? À, có bà chị bữa đang tưới á, qua xem. Quê mình nắng mưa riết coi như bệnh luôn anh em. Trời ơi anh em xem cái cây dần thọ này nhìn là biết nó xinh cỡ nào anh em. Coi này, cắt cái chèo anh em thấy không, giấy vậy chứ. Rồi bên này mới đúng là xinh nè anh em, nhìn đã không, chụp bộ hình luôn quá xinh. Ồ, phía bên này xinh quá hả chị, giống nhau bên đây, đây gì đó mộc mà mộc, nhưng mà sao phía bên này có vẻ là nó xinh hơn bên kia á. đúng không đây là mộc chủ ấy coi chứ đâu, nhưng mà do là nói chung là cái kia là hầm xuống giống nó muộn hơn một ngày. À, muộn hơn một ngày. Đúng rồi. Hàng chi? Được như đây 19 kia 20. À. Ngày 24 tiếng đồng hồ ít vậy nè. Đúng rồi. Cái độ mạnh nó cũng hơn nữa. Thầy nói là cái dạng thọ ở đây trồng ú thiệt luôn á nghe. Chưa chi mà nó ú rồi nó. Cái là giống chủ. Giống chủ. Anh em xem đi. Chưa gì hết mà cái thân nó đã ú nu rồi nè. Chứ nó không có tầm teo đúng không? Rõ ràng là nó không có tầm teo. Thằng này bị sao mà cho nó ra đường rồi? Nó không biết là người làm gãi hay là chó hả? Không, gãi nè. Gãi đó, nó gãi đó. Chắc chó mà chạy gì? Hình như con phải chắc là vô con cổ đây là vướng gì ra. À. Mới vô chuyện qua đây. Dạ yeah. Cái con sùng nó cán nó cũng bị vậy đó. Chỗ này đúng không? Chỗ này. Đúng rồi. Gãi á. Cái bị gãi đó đó. Gãi. Bỏ mới để cô thử chấm này được không? Được thì chứ. Bỏ thì chứ. Thôi bỏ đi cho rồi. Hâm nhưng mà con còn có nhánh được có mấy cái nhánh phía sau này. Nó có được cái nhánh phía sau đó. Dạ. Kệ để cho đẹp. Bỏ uống.
Ở đây là cái dòng họ bên này là như vậy nha. Dẫn anh em qua bên kia xem. Bên kia thì dặn thọ nó cũng rất rất là nhiều. Mình đã nhiều lần mình quay rồi. Ở đây dặn thọ ở đây là người ta trồng là ngoài cái chuyện cho ăn phân ra là nó có kỹ thuật riêng nữa anh em, chứ không phải là tự nhiên mà nó như vậy đâu. Để anh em qua bên kia anh em xem là so với phía sau lưng mình mới vừa quay á, là cái cây dặn thọ nó như thế nào. Có nghĩa là nhiều chủ thì nó sẽ có sự phát triển khác nhau, do mẫu chủ có mẫu cái cách chăm. Đây anh em, đây thì ở đây là mình nhận thấy là dặn thọ ở đây nó cũng khá là đẹp này, ghê không? Trời ơi, đó ở phía đây là trời ơi cô này khá là đẹp nha anh em, khá là đẹp. Phải nói là dặn thọ quê mình trồng, và quan trọng nữa là cái bông nó to nữa anh em. Quan thọ về quê mình là trồng bông to lắm. Để tất nhiên là gần Tết á, khi mà vặn thọ nở hoa thì mình sẽ review tiếp cho anh em xem. Nói chung là khoảng cỡ tuần lễ là mình sẽ review một lần. Hiện tại là vặn thọ ở đây để mình xem thử là được mấy đôi lá nha. Đây, một đôi này, hai đôi, ba đôi, bốn đôi. Bốn đôi rồi, bốn đôi rưỡi này, bốn đôi rưỡi anh em. Đó, ví dụ đây nha. Một đôi này, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, bốn đôi rưỡi. Như vậy là bốn đôi rưỡi, khoảng cỡ 7 đôi lá là dặn thọ đây nó sẽ vô nụ nha. Đây anh em, cái cây dặn thọ ở phía đây nè, là mình thấy nó không có được ú bằng ở phía hồi nãy anh em. Đó, anh em xem là anh em có thể cảm nhận được ú hay không ú ha. Thì tình hình là như vậy. Dặn thọ thì nó 7 đôi lá nó sẽ vô nụ nha. Ở này là 4 đôi rưỡi rồi, 4 đôi rưỡi thì còn khoảng 2 đôi nữa là nó sẽ có nụ. 2 đôi nữa. Thì khi có nụ, dặn thọ có nụ là khoảng rơi vào khoảng tầm mùng 6 đến mùng 8. Mùng 6 đến mùng 8 tháng Chạp nha. Là yên tâm, ngon lành. Ở đây anh em nhìn thấy phát triển tốt đúng không? Anh em. Thôi thì cũng view vòng vòng cho anh em xem cái tình hình. Đối với kênh của mình thì kỹ thuật về vặn thọ là bao nhiêu nói bao nhiêu lần rồi, cho nên bây giờ mình không có nói lại nữa nha. Chủ yếu là review tình hình cho anh em xem. Còn bây giờ kết thúc cái video này nghe anh em. Chào tạm biệt nha.